Hello, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ 6, 28 tây tháng 4 năm 2017. Chương trình khai dân trí số 128 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một bài hát, đó là Đất nước mình ngộ quá phải không anh. Xin chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Đất nước mình ngộ quá phải không anh. 4.000 tuổi mà dân không chịu lớn, 4.000 tuổi mà vẫn còn bướm trước những bất công, vẫn không biết kiều chào mọi người. Những dự án và tương đại nghề tí sinh mạng con người chỉ như cái móng tay. Đất nước mình buồn quá phải không anh. Biển bạc rừng xanh cánh đồng biên thì đã chết, những con thuyền nằm nhớ sóng xa. Đất nước mình thương quá phải không anh. Mỗi đứa trẻ sinh ra phải gánh nợ nần ông cha để lại. Chào quý vị nha. Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải, đừng trước năm châu mà không phải cúi đầu. Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh, anh không biết em làm sao biết được. Câu hỏi gửi trời xanh, chào Thanh Tùng nha. Sẽ đi xa invite mọi người vào. Đất nước sẽ về đâu. Xin chào tất cả quý vị. Đất nước mình quá phải không anh. 4.000 tuổi mà dân không chịu lớn, 4.000 tuổi mà vẫn còn bu mơ trước những bất công, vẫn không biết kiều đời. Đất nước hai âm dương thái cực nha. Vô cùng kỳ vĩ, nhưng dự án và tương đại nghị. Xin chào Hải Yến. Xin chào Jonathan Trương nha. Chào Tiến Nguyễn Võ Tắc Thiên. Đất nước mình buồn. Chào Quy Anh Anh nha. Mến chào Ngọc Châu Nguyễn. Chào Trần Quốc. Chào
nào can star young father. Chào Lê Hải Phú nha. Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta chàng trai. Đừng trước năm châu mà không phải cúi đầu. Đất nước chào Trần Anh Bằng. Bài nhạc lại buồn quá. Câu hỏi gửi trời xanh. Chào Khánh Lý Nguyễn. Chào Ngô Chị á. Ai trả lời dù đất nước sẽ về đâu. Ai trả lời dù đất nước sẽ về. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn thân mến đã đến với diễn đàn Khai Dân Trí. Trước tiên, Lisa xin đọc một cái lá thư mà một người đã gửi cho Lisa. Cô Lisa thân mến, tôi là một quả phụ mũ xanh lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mến gửi đến cô 200 đô la để ủng hộ chương trình Khai Dân Trí của cô. Cầu xin Thượng Đế gia đình, gia trì cho cô luôn được khỏe mạnh, bình an để mỗi ngày đem tiếng nói mạnh mẽ của mình đến khắp năm châu bốn biển nói chung cũng như đặc biệt nói riêng cho dân tộc Việt Nam ở trong nước biết được sự thật của tội ác Đảng Cộng sản để cùng cô sớm đem lại tự do, dân chủ cho Việt Nam. Mong cô Lisa giữ gìn sức khỏe. Tôi không cần nêu tên tôi. Cảm ơn cô nhiều. Quả phụ mũ xanh Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn cô ở tại Wisconsin. Cô không có cho Lisa nêu tên cô, cho nên Lisa không nêu tên cô. Nhưng Lisa đọc lá thư này, xin phép cô cho tất cả toàn thể mọi người nghe. Nếu cô là quả phụ của mũ xanh Việt Nam Cộng Hòa, thì chắc cô cũng đáng tuổi mẹ của Lisa nha. Kế tiếp, chị Lisa, em muốn viết một vài dòng tâm sự đến với chị. Em sinh năm 1982 và được học trong mái trường xã hội chủ nghĩa đến năm lớp 10. Và năm 1999, gia đình em định cư tại Mỹ. Em là một nhân chứng của Đảng Cộng sản Việt Nam và em cũng là một nhân chứng trong thời kỳ còn nhỏ. Vào năm 1945, ông cố ngoại em đã tìm cách xin việc làm và đi vào Nam kiếm sống vì lý do ngoài miền Bắc, tụi Việt Minh và Cộng sản tụi nó đấu tố nhau, mà lúc đó em chỉ nghe kể thôi. Tức là tụi nó thấy hộ gia đình nào có tiền, tụi nó kêu ra đấu tố. Sau khi coi chương trình của chị, thì bây giờ em mới biết ra là cuộc cải cách ruộng đất năm 1953 cho đến năm 1956. Ông ngoại, bà ngoại và mẹ em lúc đó được 3 tuổi di cư vô Nam cũng vì lý do không sống nổi ở ngoài đất Bắc. Và tụi Cộng sản lúc đó không cho những người theo đạo Công giáo được theo đạo và hoạt động ở ngoài miền Bắc. Nhờ sự giúp đỡ của đức cha Lê Hữu Từ và cha Hoàng Quỳnh, gia đình bà ngoại và tất cả những người Bắc khác đã di cư vào Nam trên con tàu HM. Và sau khi vô Nam thì gia đình đi kiếm ông cố ngoại em. Khi vô Nam thì mới biết người trong Nam rất giàu có, ruộng đồng cò bay thẳng cách bạc ngàn. Mọi người đều có quyền khai thác đất và được quyền sở hữu tài sản đất đai nhà cửa của mình, chứ không như chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam khốn nạn cho rằng người dân chỉ được sử dụng đất mà không được quyền sở hữu tài sản, bởi tài sản là của toàn dân do nhà nước quản lý. Vì chế độ miền Nam Việt Nam Cộng Hòa cho phép người dân khai thác và được quyền sở hữu đất đai,
căn nhà ngoại em bên Việt Nam ngày nay vẫn còn, nhưng không được quyền sở hữu bởi do đảng Mỹ nó cai trị và nó không cho quyền sở hữu, và cũng chỉ được một căn nhà đó ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng may là sau năm 1975, tụi nó không cướp căn nhà của gia đình ngoại em. Lý do em được định cư tại Mỹ, ba em là một hạ sĩ quan trong Việt Nam Cộng Hòa. Ba em là hạ sĩ quan thông dịch viên vì ba em biết tiếng Anh. Sau năm 1975, ba em bị bắt đi tù nhưng được thả ra sau 5 ngày. Cha Hoàng Quỳnh cũng bị bắt năm 1975 nhưng Cộng sản đã thủ tiêu cha vì tất cả những người dân công giáo không được thấy cha được ra khỏi tù và cũng chả biết tìm xác cha ở đâu để đi chôn. Năm 1989, ba em đi vượt biên, lúc đó em được 6 tuổi và em cũng chả nhớ được gì. Ba em cũng được may mắn là đã được sống sót trên con tàu vượt biên sau một tuần lễ không còn thức ăn nước uống, và được Hải quân Thái Lan cứu giúp và cho tất cả những người còn sống trên con tàu đó đi tị nạn tại trại Thái Lan. Tị nạn. Ba em sống tị nạn tại Thái Lan 6 năm. Cuối năm 1995, Thái Lan đã đuổi ba em về lại Việt Nam, nhưng họ hứa là Mỹ sẽ mở hồ sơ nhân đạo và cho những người bị đuổi về Việt Nam được đi định cư tại Mỹ. Và rồi năm 1999, gia đình em được định cư tại Mỹ theo diện ROVR, ROVR. Khi vô đại học ở Mỹ, em mới đi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam lại. Em học lại Việt Nam War, và rồi em mới biết ra một điều lịch sử Việt Nam mà em học bên Việt Nam là lừa đảo, là biệt bợm, là dối trá. Nói thiệt với chị là em cũng là một người từng ngưỡng mộ thằng chó đẻ súc vật Hồ Chí Minh vì những gì mà em được tuyên truyền trong mái trường. Nhưng khi em học đại học bên Mỹ, em mới té ngửa ra, biết ra Cộng sản là gì và tại sao nó lại tàn ác như vậy. Từ đó, em yêu thương nước Mỹ và em biết tại sao Mỹ lại can thiệp vào Việt Nam năm 1954. Vì lý do thằng súc vật, tội đồ, chó đẻ Hồ Chí Minh là người Cộng sản. Điều em muốn tỏ bài tất cả người Việt Nam sống trong chế độ Cộng sản sau 42 năm, chắc bây giờ họ cũng biết được sự thối nát của chế độ Cộng sản. Những người dân nghèo, dân đen mãi mãi là người dân nghèo và là người dân đen. Em ủng hộ các anh chị đấu tranh chống Cộng sản và lật đổ chế độ này ở trong nước cũng như hải ngoại. Em thương những người anh hùng đấu tranh trong nước, đấu tranh âm thầm trong lòng địch. Em thương những bạn trẻ ngày nay đã dấn thân đấu tranh trong nước. Mong rằng mọi người cùng đoàn kết để cứu lấy đất nước và tống cổ tụi Tàu Cộng về lại Trung Quốc. Mong rằng những thằng súc vật bán nước sẽ được trừng trị thích đáng. Mong rằng một ngày không xa, chúng ta sẽ giải phóng được tất cả. Nhưng gia đình em đây phải chạy Cộng sản đến 2 lần mới được đến bến bờ tự do. Em chúc chị sức khỏe. Em mong rằng các anh chị đấu tranh hãy giữ vững lý tưởng, hãy chiến đấu và hãy lấy chính nghĩa thắng hung tàn. Ngày đó chắc sẽ không còn xa đâu. Em tin là vậy. Số tiền là tấm lòng của em. Em Nini. Cảm ơn em đã nhìn ra được sự thật và em đã viết cho chị những cái lá thư này. Mặc dù em sinh năm 1982 sau chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam nó với cái gọi là giải phóng đất nước, nhưng mà em cũng đã hiểu ra được sự thật thì chị rất là vui lòng. Chị rất là vui. Chị Lisa ơi, chị Lisa, nghe nói rằng thằng chó đẻ Nguyễn Xuân Phúc nó là nhân vật thứ 8 đang quản lý tình báo Hoa Nam đó chị. Ở trong nước mọi người đã biết như vậy rồi thì bây giờ hãy cùng nhau đứng lên để mà vấn đề là lật đổ chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam cho chị. Hôm nay có một cái tin rất là hot, đó là trái cái cáp viễn thông ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Trái bùng 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 lên làm cho kẹt đường, cho nên ba sạch hãy tiếp tục nha. Chị nhận được một cái tin rất là quan trọng, tức là không hiểu như thế nào mà ở trong nước bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam nó đang điên cuồng bắt lính.
những người phụ nữ 32 tuổi, những người phụ nữ 35 tuổi, những người phụ nữ 16 tuổi và những em học sinh, nó cũng tìm cách để mà nó bắt đi lính. Thậm chí những người sinh năm 1982, nó cũng gọi để đi lính. Ngoài ra còn có tin là Việt Cộng ở ngoài Hà Nội, tức là phe của thằng chó đẻ Nguyễn Phú Trọng, là tình báo qua Nam, đang thanh trừng phe của miền Nam, Đinh La Thăng. Đinh La Thăng cũng như ở tại miền Tây, ở tại miền Nam, tụi bay hãy chuẩn bị tinh thần. Rồi đây sẽ thay đổi hàng loạt những cái nhân vật cao cấp ở tại miền Nam, đặc biệt là ở tại thành phố Hồ Chó Đẻ, Hồ Chó Minh. Sau khi Đinh La Thăng đã bị bứng gốc đi rồi, thì hàng loạt những tên thái thú Tàu Cộng sẽ được dày đặt ở tại miền Nam Việt Nam. Những thằng nào từ đó tới giờ đã ăn no rồi thì hãy coi chừng, nó sẽ thanh trừng và nó cướp tất cả hết tài sản của các người nha. Cũng như câu, cũng như là cái câu mà vấn đề là Lisa nói cho thằng, vấn đề là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, những kẻ ở tại miền Nam, những kẻ nào làm chỉ huy, những kẻ nào mà nắm vấn đề là chức vụ quân khu 7, quân khu 9, cũng như là tất cả những cái mà vấn đề là chủ tịch ủy ban nhân dân ở các tỉnh thành, hãy chuẩn bị tinh thần, sẽ thay đổi hàng loạt trong thời gian sắp tới đây. Cho nên tài sản mà các người đã ăn của người dân rồi thì hãy nên chuẩn bị tinh thần. Tất cả những người nào ở trong miền Nam, Lisa biết ai cũng giàu có lực bạc, cho nên không cần Lisa phải hối lộ, không cần Lisa phải tặng quà cáp. Lisa chỉ tặng một câu nói: hãy coi chừng tài sản và cái mạng chó của tụi bay. Cho nên kẻ nào mà bắt đầu là ngu muội, mà dốt nát, mà giật binh giật cho tập đoàn ở ngoài Hà Nội bán nước cầu Vinh thì hãy chuẩn bị tinh thần. Đinh La Thăng mà nó còn lôi đầu ra để nó kỷ luật, có thể bắt thằng Đinh La Thăng này luôn nữa, chứ không phải là chuyện giỡn chơi đâu nha. Chúng ta thấy rõ ràng về chính trị mà nó dám đưa lên mặt báo như vậy thì cho thấy rằng ở trong nội bộ nó bây giờ đang có những cái sự mà rạn nứt rất là trầm trọng nha. Tình báo qua Nam nó sẽ nắm hoàn toàn cả từ Bắc chí Nam, nó nắm toàn quyền, bởi nó nghe cái tin rục rịch là bởi vì đường lối của CIA của Hoa Kỳ, người ta không muốn cho thằng Tàu Cộng nó lấy Việt Nam, bởi nó lấy Việt Nam thì kể như nó sẽ phô trương sức mạnh, ảnh hưởng tới tại Thái Lan là đồng minh của Hoa Kỳ, và cũng sẽ ảnh hưởng luôn, nó lấy ba nước Đông Dương là gồm có Miên, Lào và Việt Nam. Bây giờ thằng Miên đã ngã vào thằng Tàu 100%, nó sẽ phát động để mà lấy Việt Nam luôn nữa. Cho nên cái gọng kìm này mà các bạn thấy Hoa Kỳ cứ muốn dỡ lại hồ sơ Hiệp định Paris năm 1975 là ở cái chỗ đó đó. Và những người dân Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam cũng đừng có ngồi đó mà thờ ơ, mà đợi chờ Hoa Kỳ phải dỡ lại cái Hiệp định Paris rồi bắt đầu sẽ vào để mà cứu mình. Không có đâu. Mình phải tự lực, tự cường. Mình phải vấn đề là kêu bằng làm. Để sau này khi dù cho Hoa Kỳ có mở lại Hiệp định Ba Lê, mở lại Hiệp định Paris năm 1973, thì các bạn ở Việt Nam cũng là những người chiến sĩ để mà bảo vệ quê hương. Chứ không phải các bạn thụ động, không phải các bạn ngồi đó để các bạn chờ đợi cho Hoa Kỳ lật lại Hiệp định, nhưng đây là Ba Lê năm 1973, rồi tự đem vào, rồi tự đánh Cộng sản, các bạn chỉ ở trong nhà đóng cửa mà thôi. Như vậy chúng ta sẽ bị mất nước lần thứ hai. Cho nên mỗi một người dân Việt Nam phải ý thức nha. Đây là một cái chiêu trò của tình báo qua Nam. Nó biết rằng là ở trong Nam, người ta rất là vấn đề là kêu bằng là phe phái trong Nam là cấp tiến, họ muốn đi theo tự do dân chủ. Cho nên nó mới làm giả bộ, nó làm sạch sẽ hết.
nó sẽ vấn đề là kêu bằng đánh vào cái tuổi cộng sản ở tại miền Nam. Những thằng đảng viên ở tại miền Nam hãy chuẩn bị tinh thần, nó sẽ thay thế hàng loạt tất cả những người từ ngoài trung ương của tình báo qua Nam vào, để mà nó nắm trọn từ Bắc chí Nam, để dâng cả đất nước Việt Nam này cho thằng Tàu mà không bị phản đối, không bị chống đối bởi tất cả những cái thế lực nào. Đó là những cái tin mà Lisa nhận được. Bởi sao vậy? Bởi vì đảng cộng sản ngày nay họ ăn ngồi không yên. Mặc dù rằng mọi người đứng lên chống đảng là phải qua không biết bao nhiêu thiên la địa vọng. Nào là công an phường, nào là công an thành sự, nào là an ninh mạng, nào là cảnh sát cơ động, nào là cảnh sát điều tra, nào là cảnh sát 113, nào là đáp dân phòng, nào là dư luận viên, nào là thanh niên chương trình hè xanh. Các bạn thấy một cái bộ máy của nó chằng chịt như vậy, cho nên nó biết là người dân Việt Nam mà có đứng lên là nó sẽ cho cả những cái bộ máy này để mà đi đến trấn áp. Nhưng mà bây giờ nó không còn tiền bạc nữa, cho nên nó cướp đất của người dân để nó bán, để nó lấy tiền đó nó phải trả nợ. Trả nợ đây là trả nợ cho thằng Tàu Cộng. Còn ở thế giới thì trong vòng từ đây tới cuối năm, đảng cộng sản sẽ bị phá sản. Tàu Cộng nó tuyên bố rằng nếu đất nước Việt Nam phá sản, đảng cộng sản sẽ không còn nữa, thì hãy nên phục vụ cho nó. Nó sẽ cam kết và trả tiền mà nợ công của Việt Nam cho toàn thế giới. Các bạn thấy nó khốn nạn chưa? Bây giờ trên những tờ báo về kinh tế của thế giới, nó đã đưa ra cam kết để mà sau khi mà Việt Nam mà đảng cộng sản mà không trả được tiền nợ rồi, thì kể như là nó sẽ đi vào Việt Nam để mà nó chấp nhận là nó sẽ lấy Việt Nam là một tỉnh, một thuộc địa của nó. Và nó đồng ý, nó cam kết với những ngân hàng quốc tế, nó sẽ trả tiền nợ công của những đây là Việt Nam thiếu. Và đồng thời nó sẽ ra lệnh để mà nó trưng thu tất cả tài sản nào mà của những thằng chó đẻ đảng đị mà những đây là kêu bằng là vơ vét mà xây nhà cao cửa rộng ở tại Việt Nam. Đường nào thì thằng Tàu Cộng nó cũng ngồi nó lời. Ngư ông đắc lợi. Một mặt thì tao giả bộ, tao đưa cái tin là tụi bay cướp đất của người dân, làm cho người dân người ta đau đớn, làm cho người dân người ta thù hằn cái chế độ đảng đị. Cho nên bây giờ thằng Tàu nó lợi dụng nước đục, nó thả câu, nó đi vào để mà nó hứa với người dân là nó sẽ tạo công ăn việc làm, nó sẽ mọc lên những cái hãng xưởng. Cho nên đồng bào Việt Nam hãy yên ly, đừng có nên đứng dậy nữa, hãy ngoan ngoãn đừng có chống Tàu. Bởi vì là cũng do cái đảng đị, do những thằng chó đẻ đảng cộng sản đã đi theo Tàu, cho nên vấn đề là kêu bằng, nhưng mà nó không có đi theo chủ trương của Tàu. Nó đã cướp đất của người dân, nó đã vấn đề là xây nhà lầu biệt thự. Cho nên bây giờ để cho vấn đề là kêu bằng là trung ương, tức là Tàu Cộng vào để mà cải tạo lại tất cả những cái bộ máy, nó khốn nạn như vậy đó. Ngày hôm nay Lisa nhận được một cái tin, tức là những cái thằng tình báo qua Nam nó xúi đảng cộng sản Việt Nam tung ra cái chiêu là trưng dụng tất cả đất đai ở Việt Nam vào mục đích là quốc phòng. Tại sao vậy? Bởi vì khi cướp đất của dân mà giả bộ nói rằng là đây là đất để mà giao lại cho quốc phòng thì không ai mà đứng lên tiếng cả. Bởi một người dân nào mà phản đối thì kể như mày mang tội phản quốc. Bởi vì đất cát này là sẽ giao cho quốc phòng, nhưng mà nó thực sự ở trên bề mặt là đất cát, và nó cướp được bao nhiêu ngàn, vấn đề là hecta. Nó giả bộ, nó nói là quốc phòng, nhưng mà thật sự quốc phòng đã lọt vào tay của Tàu Cộng. Cho nên sau khi cướp được rồi, giả bộ cho đất này là đất của quốc phòng, nhưng mà sẽ mọc lên những cái sân gót, hoặc là mọc lên những cái doanh trại của Tàu Cộng. Sở dĩ tại sao mà nó lại lấy đất mà nó giải tỏa, nó phá hết để nó làm một cái sân gót, là bởi vì khi người dân mà nổi lên thì kể như người dân muốn làm cái gì thì quân đội của Tàu Cộng nó đã dày đặc một bãi đất trống như vậy, thì người dân tràn lên bao nhiêu thì các bạn biết là giống như kiến chết bấy nhiêu.
tình hình thế giới nó rất là vấn đề phức tạp. Tào Cộng không bỏ rơi cơ hội này. Đất nước Việt Nam các bạn vô phước, bởi vì các bạn đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam nó đã hù dọa bằng 4 năm lớp như vậy. Ở bên Mỹ này, một người cảnh sát là người ta kiêm luôn là giao thông. Các bạn bị đụng xe gọi 911, cảnh sát tới làm report cho các bạn. Các bạn ở trong nhà đánh lộn gọi cảnh sát cũng tới giải quyết. Một người cảnh sát bên Mỹ người ta lo hết tất cả. Còn các bạn sống trong một cái đất nước Việt Nam, các bạn thấy như thế nào? Các bạn thấy nó thiên la địa võng hay không? Nào là công an kinh tế, nào là công an giao thông, nào là công an nhân dân, nào là công an hành sự, nào là công an kinh tế, nào là công an 113, nào là công an đặc nhiệm, nào là cái mà tao nói trời ơi, tao nói thiên la địa vọng, mà tiền ở đâu mà nó nuôi cả một cái bộ máy, mà những đây là công quyền công an này mà mục tiêu không có là cái gì cả, tất cả là điều đàn áp người dân. Người dân nào mà mở miệng ra là nó dùng cái đám người này để mà bịt miệng, để mà thanh trừng. Chỉ vậy mà thôi nha. Ngày hôm qua ở bên Israel, ở Do Thái đó, nó mới bắn hạ một cái quả tiễn bên Syria bắn qua. Chiến tranh sẽ bắt đầu leo thang, khơi mào cho cuộc chiến thứ ba. Thế chiến thứ ba bắt đầu ở tại vùng vịnh thôi đó. Chiến tranh Trung Quốc và chiến tranh Trung Đông, chiến tranh ở Biển Đông, chiến tranh với Bắc Hàn, chúng ta nghe đâu đây toàn là mùi khói súng. Ở tại Việt Nam thì chúng ta nghe đâu đây là anh bạn, thằng em mà Đảng Cộng sản Việt Nam cho là ở Campuchia, nó đang vấn đề là kêu bằng là huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ, có thể là đánh thẳng vào Sài Gòn và các tỉnh miền Tây, rút kinh nghiệm của Pol Pot, Len Sari, Khmer Đỏ đã bị thất bại ở tại Tà Kheo, ở tại vấn đề là Ba Chúc, ở tại Nhà Bàn, ở tại Kiên Giang. Cho nên bây giờ nó không có đánh lẻ tẻ ở những cái tỉnh ráp danh này, mà đầu não là nó muốn đánh thẳng vào Sài Gòn, đánh thẳng vào thành phố Hồ Chó Đẻ. Lấy bàn đạp là ở tại thành phố Hồ Chó Đẻ để bắt đầu nó ngăn ra để mà nó làm việc. Lisa còn nhận được một cái mật tin, khi nó tấn công vào Sài Gòn thì cây cầu Mỹ Thuận sẽ bị nổ tung để không cho thiết giáp đi về ở miền Tây. Sau khi cây cầu Mỹ Thuận nổ tung thì nó sẽ khống chế và ào ạt vào để diệt chủng người dân ở tại miền Tây Nam Bộ. Đa số người dân ở miền Tây Nam Bộ là thụ động, là thờ ơ, là ích kỷ, sống chỉ cho bản thân mình thì kể như nó dễ dàng nó giết chết, bởi không có đoàn kết được. Cho nên khi nó đã là cho nổ cái cầu Mỹ Thuận rồi, nó sẽ tràn vô để nó chiếm được những đây là tỉnh Tiền Giang. Từ Tiền Giang nó bắt nguồn xuống tới Hậu Giang. Khi tới Hậu Giang rồi, nó sẽ bủa ra năm chiều. Năm chiều này là gì? Một đại đội, một sư đoàn đang từ Phú Quốc lần lần đi vô để chiếm Kiên Giang. Mặt khác, ở tại đất liền, ở tại Châu Đốc, Nhà Bàn, tỉnh Biên An Giang sẽ đánh ập trở qua. Sau khi khống chế được toàn bộ miền Tây, sau khi khống chế được Sài Gòn trở vô, thì lấy bàn đạp từ Sài Gòn để bắt đầu đánh ra. Thay vì đánh ra thì kể như ở tại Tây Ninh sẽ bắt đầu tràn qua. Tây Ninh sẽ là một biên giới, đó là phòng tuyến thứ hai. Điểm thứ nhất là đánh từ Sài Gòn đánh vô để ngăn chặn miền Tây, phá cầu Mỹ Thuận và phá cầu Cần Thơ, cũng như những bến Bắc, bến Phà đều phá hết. Campuchia biết rằng thế lực của họ không có đông, Tào Cộng đưa quân ào ạt qua để mà cùng tiếp với Campuchia để mà đi thâu tóm những miền đất này. Ở tại Chùa Tháp, các bạn thấy cờ Mão Tháng ở tỉnh Phúc Kiến đã được đốt cháy tan tành. Cho nên những người dân ở tại miền Nam, ở tại miền Tây hãy chuẩn bị tinh thần. Nha, hãy chuẩn bị tinh thần. Cuộc chiến thế giới thứ ba sẽ không bao giờ
Mà vấn đề là nó ngưng đâu, nó chắc chắn sẽ xảy ra. Bởi sao vậy? Bởi vì Do Thái có thể đưa quân qua tấn công vào Syria. Và đương nhiên Do Thái mà đưa quân tấn công Syria thì có thằng Nga nhảy vào, cũng như là Tàu Cộng viện trợ kinh tế. Cho nên Mỹ và đồng minh phải cùng với Nga để chọn với nhau. Rồi bây giờ có tin là Israel còn không kích vô phi trường Damascus của Syria, hủy diệt một kho vũ khí của Iran. Phi trường Damascus là của Iran, đã hủy diệt một kho vũ khí của Iran. Cho nên thằng Iran sẽ trả thù và tấn công qua đất Do Thái. Như vậy là chiến tranh Trung Đông, Mỹ, Nga và thế giới phải đổ quân vào để đánh nhau, để chia lại trật tự thế giới. Thế giới ngày nay đang căng thẳng giống như ở trong chảo lửa. Thế chiến thứ ba có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ở tại Quốc hội Mỹ thì hầu như đã bỏ phiếu xong rồi. 100 thượng nghị sĩ đại diện cho 50 tiểu bang, tức mỗi một tiểu bang có 2 ông senator, tức là 2 ông thượng nghị sĩ, đã đồng ý phủ quyết 100% tấn công phủ đầu Bắc Hàn. Bắc Hàn đã được đưa vào danh sách đe dọa cho quốc gia của Hoa Kỳ và là mối đe dọa số 1 cho các chính sách ngoại giao của Mỹ. Cho nên vào ngày thứ năm thì Mỹ và Liên Hiệp Quốc sẽ có một nghị quyết cấm vận Bắc Hàn còn mạnh hơn nữa, dồn Bắc Hàn vào chân tường. Đã có tin hành lang là sẽ cấm vận luôn cả xăng dầu đối với Bắc Hàn, không cho Bắc Hàn mua bán với bất kỳ một nước nào về xăng dầu. Và ở tại Bắc Hàn, hầu như là xăng dầu đã bắt đầu lên gấp 3, gấp 4 lần. Và người dân ở tại Bắc Hàn không được quyền chạy xe nữa. Và tất cả những xe mà trước đây là phục vụ như là xe bus hay là tàu, tất cả đều trì trệ lại hết. Bởi vì giá xăng lên cao quá, hãy để dành xăng để dự trữ cho quốc phòng, để cho xe tăng đồ kia. Những tờ báo và những đài của Mỹ, người ta lúc nào người ta cũng đưa lên, người ta đang bình luận về những cuộc diễu binh của Bắc Hàn. Những cây súng mà nó so le với nhau toàn là bằng tre, nó sơn phết với nhau để mà nó diễu binh. Tức là hàng này là hàng dởm, hàng này là hàng của tuổi trẻ, nó làm đồ chơi. Cho nên khè thế giới đem vũ trang đồ kia ra rầm rộ như vậy, nhưng mà thực sự toàn là đồ dởm. Cộng sản là nó như vậy đó. Cộng sản là nó như vậy đó. Cho nên ông Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố một cuộc đại chiến với Bắc Hàn là có thể xảy ra. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông muốn giải quyết vấn đề Bắc Hàn bằng hòa bình, nhưng mà việc này vô cùng khó khăn. Bởi những cái thằng cộng sản đầu bò, cứng đầu như vậy thì phải dùng vũ lực, phải lấy võ chế địch, bắt địch phải khuất phục, sau đó chúng ta mới đi đến hòa bình. Và bây giờ gần hơn 500 vấn đề là quả tiễn Tomahawk và tất cả những đạn đạo và tất cả những cái vấn đề là phòng thủ tên lửa lá chắn thép ở tại Hàn Quốc đã quay đầu về ở tại Bắc Hàn. Cuộc chiến khi nổ ra rồi, người dân tại Bắc Hàn ước tính sẽ có trên 15 triệu người phải bị thiệt mạng. Dân số Bắc Hàn chưa tới 30 triệu. Mà bây giờ chết 15 triệu thì chỉ còn 15 triệu mà thôi. Liệu thằng Tàu Cẩm có lừa nước đục để mà tràn qua để mà lấy Bắc Hàn hay không? Hay là Tàu Cẩm chỉ án binh bất động, ngăn không cho làn sóng của người mà vấn đề là Bắc Hàn đi qua bên đó tị nạn? Liệu Hàn Quốc có giải phóng được Bắc Hàn luôn không? Có xóa tên vấn đề là chế độ đảng Cộng sản Bắc Hàn này hay không? Để đem lại một nền cường thịnh cho vấn đề là kêu bằng là đất nước cho thế giới. Thì chúng ta hãy đợi đây. Bây giờ thằng Tàu Cộng đang chới giới giữa vòng. Thằng Tàu Cộng bây giờ nó tuyên bố nó không phải là đảng Cộng sản. Nhưng nó chỉ là theo mô hình riêng đặc biệt của nó mà thôi.
như vậy đó. Cho nên ngoại trưởng của thằng Tàu Cộng, ông Wang Jin cũng tuyên bố là tình hình Bắc Hàn có thể vượt tầm, vượt xa tầm kiểm soát và chiến tranh sẽ nổ ra bất cứ lúc nào. Phía Tàu Cộng nó đang đe dọa sẽ cắt viện trợ xăng dầu để nghe theo lời của Liên Hiệp Quốc, tức là cấm các tàu chở xăng dầu đi qua Bắc Hàn nếu nước này còn tiếp tục thử bơm nguyên tử. Cứng đầu đi. Còn đối với thằng Cộng sản Việt Nam thì như thế nào? Thằng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay chỉ cần một phe phái nào mà có đầu óc cấp tiến thì nó bắt đầu nó giả bộ, nó làm cho kể như là náo động. Các bạn đừng nghĩ rằng là nó đập, nó đánh, nó bắt các nhà dân chủ ở tại Việt Nam mà chỉ là một cái sự mà vấn đề là kêu bằng im thinh đâu. Điều có đạo diễn là thằng Tàu Cộng nó nằm ở phía sau. Bởi vì Hoa Kỳ cũng như thế giới ai ai cũng muốn cởi mở cho Việt Nam thay đổi. Nhưng mà một khi mà chỉ cần có một thay đổi nào, chẳng hạn như là bây giờ Hoa Kỳ muốn lật lại Hiệp định Paris năm 1973, thì bây giờ nó tung ra một cái chiêu là kỷ luật Đinh La Thăng. Diện cớ Đinh La Thăng là chịu trách nhiệm trong tổng công ty dầu khí. Mà các bạn biết ở tại Việt Nam thì không thằng nào mà không có ăn, kể cả thằng Trọng Lưu. Thằng Trọng Lũ nó cũng nhận cái bức tượng 50kg vàng do Formosa Võ Kim Cự đã trao tặng cho nó. Và không biết bao nhiêu tiền bạc đã vấn đề là đưa cho thằng Trọng Lũ. Chị còn nhận được một cái mật tin nữa. Tức là khi mà phe phái nào mà đứng lên mà làm lớn chuyện thì Trọng Lũ sẽ được quyền đi vào tổng lãnh sự của Tàu Cộng để có thể ở yên ở trong đó và đi về Tàu. Còn bây giờ hiện tại thằng Trọng Lũ nó không bị nguy hiểm gì cả. Bởi ở bên Hà Nội bây giờ Thiên La Địa Võng đang chuẩn bị bảo vệ thằng Trọng Lũ. Cho nên Đô đốc Hải quân của Hoa Kỳ, ông Harry Hastings vừa tuyên bố là quân đội Mỹ đã sẵn sàng tấn công vào Bắc Hàn ngay tối đêm nay. Có thể là tối đêm nay. Ba hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ và một tàu ngầm hạt nhân đang bao vây Bắc Hàn. Bắc Hàn ngày nay giống như là chuột đang ở trong rọ. Chỉ chờ có lệnh của Tổng thống Donald Trump thì Hoa Kỳ sẽ đến phủ đầu Bắc Hàn và thế chiến thứ ba bắt đầu nổ ra bất cứ lúc nào. Và nước nào muốn tiêu diệt Bắc Hàn thì cứ đi theo Hoa Kỳ. Nước nào muốn bảo vệ Bắc Hàn thì cứ đi theo Nga. Vậy thì cuộc chiến và thế giới thứ ba bắt đầu khơi mào từ đây. Ở tại Việt Nam thì như thế nào? Ở tại Việt Nam thì trong tháng 4 này, ngày Quốc hận 30 tháng 4 này, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát động là đốt pháo ăn mừng rầm rộ. Mặt khác, tụi nó rất lo sợ là người dân cũng như là những cuộc biểu tình sẽ nổi lên và đốt cờ đỏ sao vàng, tức là cờ của tỉnh Phúc Kiến. Cho nên tất cả mọi người dân đang sôi sục. Chỉ cần hai người chọn đường nào vắng, không có camera, rồi chạy ngang qua đường, chỉ cần lấy lưỡi lam rạch vào lá cờ là nó đứt liền. Cho nên việc mà cắt cây cờ hoặc là việc mà đốt cờ trong dịp 30 tháng 4 này, Lisa thấy rất là vui. Liệu 30 tháng 4 này chúng ta như thế nào? Nha. Chị Lisa ơi, đã 3 tháng rồi mà bọn nó không trả lương cho những cô chú đang làm công việc dọn dẹp vệ sinh ở đô thị, đặc biệt là ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty dịch vụ công ích ở quận 12 đã không được trả lương 3 tháng nay. Mọi người đang kêu gọi chị lên tiếng. Quận 12 làm ăn kiểu gì mà người ta dọn dẹp đô thị 3 tháng trời không nhận được một đồng lương. Tất cả hãy để đường xá cho thúi bung lên và biểu tình cho chị. Bởi nó tiền rồi. Chỉ vậy thôi. Ở Việt Nam rất là... Ở Việt Nam như thế này là Lisa nghĩ rằng
Hiện thời chắc tin này chưa phải là tin nóng, nhưng mình nghĩ gửi Lisa đăng thì có lợi nhé. Bởi sao vậy? Bởi vì trụ điện gãy đôi đã đè hai công nhân thương vong ở tại Ninh Thuận. Tao tụng kinh hay quá, cho nên những cái chuyện mà nó xảy ra càng ngày càng ào ạt đến với Đảng Cộng sản Việt Nam. Chị ơi, chị gửi những cái đường link mà gọi đường dây nóng tới UNESCO đã bị chặn hoàn toàn ở tại Việt Nam chị ơi. Chị ơi, chị hãy cứu giúp chú Thả nha chị. Mọi người đang lo, em yên tâm, ai cũng quan tâm tình trạng của chú Vương Văn Thả cả nha. Ở tại ấp Hội Thạnh, ở tại ấp Hội Thạnh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Thằng chó đẻ chủ tịch. Hello. Alo. Sao em không nói chuyện? Chị sẽ lóc cái nick này khi mà gọi vào mà không nói chuyện nha. Tại sao mà gọi vào mà không nói chuyện nha em? Em gọi vào thì em cứ nói đi. Thằng chủ tịch tên là Sáu Bành, con thằng Công, ấp Hồi Thạnh, tên Tư Chột. Bởi thằng này hư một con mắt nên thường gọi là Tư Chột. Nhờ chị nói rõ lên cho người dân miền quê họ biết để họ không bị lừa. Bởi vì vùng quê ai ai cũng không xem được chương trình của em, hoặc có người xem. Chị cảm ơn em gái nhiều. Còn việc đi chùa, em cũng nói rõ cho Phật tử mình biết là mình tự lập bàn thờ tại nhà, tự thắp nhang tụng kinh được mà. Còn muốn làm phước thì thiếu gì cách. Hello. Alo. Ok. Những kẻ nào mà gọi điện thoại tới là chị sẽ vấn đề là kêu bạn đó là lóc hết. Bởi vì gọi tới mà không nói chuyện thì chị lóc nha. Bởi vì trong chương trình của chị là đừng có gọi tới đây mà quậy phá. Quậy phá là chị lóc hết. Chị đâu có sợ các em đâu. Các em gọi tới chị vẫn nói chuyện với các em như thường nha. Chị ơi, chị thấy mấy nhà sư là nạn nhân thứ nhất, Phật tử là nạn nhân thứ nhì. Còn phần chị từ ngày biết vậy, chị không đem tiền cúng chùa nữa. Tại chị không thích cộng sản, chị không khéo viết thư, sắp câu chuyện hơi bị dài, em xem mất thời gian. Nhưng thôi, thông cảm cho chị nhé em. Chị cảm ơn tiếng nói của em để cho bà con biết, để cộng sản không lợi dụng chùa là nơi họ móc tiền mà Phật tử hoàn toàn không biết. Cúng ít, cúng ít ít để đủ mấy thằng thầy sống và tu thôi. Chị thương em nhiều. Lựa chùa nào mà không có bưng bô thì mới vô đó cúng, mà cúng vừa đủ thôi. Còn chùa nào mà vô thấy nó để cái hình của thằng hồ tặc á thì vô trọng lại Phật thôi rồi đi ra. Ở trong chùa đâu có bắt buộc mà phải cúng. Ngày xưa chị đi về đó chị bị bắt, bắt đầu chị được thả ra, chị đi tới Việt Nam Quốc Tự. Bắt đầu chị tới Việt Nam Quốc Tự, chị thấy nó bán cái lồng chim ở ngoài trước á, chị mới hỏi giá đàng hoàng chị mua. Bắt đầu nó thả lồng chim ra, tao nói con chim nó bay không nổi. Nó thả ra rồi nhiều con nó xà xuống cái bức tượng của Quan Âm. Rồi bắt đầu con của cái bà bán chim này tính chạy lại chụp con chim đó. Chị mới nói thôi để cho nó bay đi em. Bắt đầu nó thấy chị nha, nó sợ, nó lấm le lấm lét, nó để cho con chim bay đi. Xong xuôi rồi bắt đầu chị mới đi vào Việt Nam Quốc Tự. Bắt đầu chị vừa đi vào tới Việt Nam Quốc Tự thì bắt đầu mấy cái tên mà những này ở trong Việt Nam Quốc Tự kẻ đó thì bắt đầu lú đầu ra nhìn. Người thì những này lén lén, những cái người mà cạo trọc đầu đó thì lén lén dòm dòm ra xem coi chị như thế nào. Chỉ còn có một cái tên mà vấn đề là còn để tóc, bắt đầu là choàng cái áo choàng vô,
bắt đầu hỏi chị vô đây kiếm ai. Tôi nói tôi vô tôi lễ Phật thôi. Chị có cúng dường không? Tôi nói dạ không, chỉ vô lễ Phật thôi. Nó nói lễ Phật rồi thôi, lại đó quỳ lại đi đồ, khỏi cần phải đốt nhang. Bởi vì đốt nhang nó khói lắm, nhiều người vô đây cúng lắm, cho nên nó khỏi đốt nhang, chỉ quỳ lại rồi đi ra. Thì chị cũng tưởng thật, bắt đầu chị chỉ có lại đó chị quỳ, chị lại Phật Bồ Tát thôi, ba lại rồi chị đi ra. Rồi bắt đầu chị mới nói thôi đi cho tôi cúng 100 ngàn tiền Việt Nam. Thì bắt đầu ổng giòn giả, ổng ghi vô, ổng hỏi trời ơi cô có cầu siêu cho ai không? Có cầu siêu cho chồng không? Tôi nói tôi chưa có chồng. Có cầu siêu cho con không? Tôi nói không. Vậy thôi cầu an cho mình đi nha. Cầu an cho mình đi nha. Trời ơi hồi nãy là tại vì không có cúng dường, tức là không có đưa tiền, cho nên tôi kêu vô lại không vậy đó, nó không có linh đâu. Bây giờ đã cúng rồi, tôi ghi vô tên Phạm Lisa 100 ngàn đồng tiền thằng già hồ rồi. Thì bây giờ để tôi kêu người ra để cho cô cầm nhang cô đốt nha. Thì bắt đầu nó nháy mắt một cái là một cái ông chú tiểu ở trong trọng đi ra, mặc một cái áo nâu sòng, đưa ba cây nhang cho Lisa đốt. Rồi bắt đầu chuông gõ nghe bon 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 bon. Trời ơi tao nói náo đoạn cả một sân chùa. Bắt đầu Lisa với đây là lỡ rồi, cho nên Lisa mắc cười mà Lisa không dám cười, cho nên Lisa đành phải cầm ba cây nhang đó mà quỳ xuống mà lại. Xong rồi Lisa đi ra mà họ rất là niềm nở Lisa, còn mời Lisa ở lại dùng một bữa cơm chay nữa. Nhưng mà Lisa từ chối, Lisa không có dùng. Bởi vì sáng bữa đó Lisa đã ăn bánh mì bò kho rồi, cho nên không ăn được cái bữa chay ở tại chùa. Thì những ngôi chùa tại Việt Nam là nó như vậy đó nha. Hello em. Alo. Có gì không? Alo. Alo, nghe đây. Chị không rảnh à? Chị đang ở trên chương trình Tiếng Nói, có em gọi chị mọi người đều nghe. Em có gì nói không? Chị ơi, ở đường Võ Văn Kiệt nó cháy gì lắm chị? Đường Võ Văn Kiệt nó cháy dữ lắm, quan hô đường Võ Văn Kiệt cho cháy lên luôn. Bởi vì thằng Sáu Dân này nó đang hận thù đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản đã giết nó chết, cho nên khi chết nó đều gì? Ở trên tay nó viết một chữ quan. Bởi vì thằng Võ Văn Kiệt nó nói dịp 30 tháng 4 có trăm người vui, có vạn người buồn. Cho nên bắt đầu tình báo Hoa Nam đã giết chết thằng Võ Văn Kiệt. Cho nên Sáu Dân rất là linh thiêng đã làm cho đường Võ Văn Kiệt cháy ngút ngàn như vậy. Quan hô. Chị quan hô. Cảm ơn em đã đưa tin tức cho chị. Nha. Bây giờ em lên đâu em xem đi trực tiếp của chị được. Chương trình Khai Dân Trí của chị ở trên mạng, em cứ bấm vô cái nick của chị thì em sẽ nhìn thấy trực tiếp được. Bây giờ em khỏi cần, từ từ em coi đi. Ừ, từ từ em coi, bây giờ em lấy điện thoại em quay những cái đám cháy ở đường Võ Văn Kiệt cho chị xem đi cưng trai. Tại đó em lực lượng đông thì em cứ tới đó em quay, em làm tập làm phóng xa, phóng viên chiến trường về những cái vụ cháy ba sạch cho chị đi ngang trai. Dạ. Rồi cảm ơn em trai nha. Chị sẽ vấn đề làm mong ngóng để chị nhìn coi những cái video đó em. Giỏi ghê vậy đó. Rồi cảm ơn em nha. Đừng có nói nhiều, chúng nghe tiếng của em nguy hiểm lắm. Cho nên vấn đề là cứ việc âm thầm đưa tin tức cho chị đi nha. Đang nói chuyện ở đây thì ngọn lửa bập bùng ở đường Võ Văn Kiệt, quận 3. Một đứa em rất là dễ thương đã vào đưa tin tức và gọi ngay cho Lisa. Các bạn thấy không, ngồi tuốt ở bên chân trời bên đây mà không biết rằng con linh xà nó ngậm lửa như thế nào mà nó phun cháy tơi bời ở bên Việt Nam hết như vậy. Chị Lisa ơi, tin mới nhận được, ông Nguyễn Xuân Phát là người thứ 8 đại diện cho chính quyền Trung Cộng ở Việt Nam mình đó chị ạ. Nghe mà không thể tin nổi luôn chị ơi. Ừ, những chuyện các em không tin nhưng mà các em sẽ coi đây là sự thật nha. Người dân Việt Nam nhiều người không tin nhưng mà sẽ có là sự thật. Chỉ vậy thôi, nghe chưa? Chị ơi, em mới 14 tuổi thôi, nhưng em lại lo lắng cho Việt Nam và ghét Cộng sản quá. Mới 14 tuổi mà nó gửi giấy để mà em đi khám nghĩa vụ quân sự là sao chị?
Chị cũng nghe cái tin này. Chị chỉ nghe là từ 16 tuổi thôi, bây giờ 14 tuổi nó cũng gửi giấy cho em để đi khám nữa à. Chị nghĩ rằng nó đang bấn loạn. Lisa sẽ ngồi đây để mà xem một cái màn kịch, một cái vở tuồng mà thằng Tào Cộng nó đang quay đầu Đảng Cộng sản Việt Nam như một con dế như thế nào. Đây là một tuồng phim, đây là một bộ phim mà khốc khiết ly kỳ. Nhất định Lisa phải xem cho bằng được cái bộ phim này. Vai chánh là Tào Cộng, vai phụ là Trọng Lú và Tình Báo Quan Nam, và vai thứ ba là vai của toàn bộ dân tộc Việt Nam để mà gầy dựng bộ phim này. Để chị xem coi lòng dân có nổi dậy như ở tại Venezuela hay không, hay là người dân Việt Nam lại tiếp tục cúi đầu. Bởi vì thiên la địa võng nó đang bao vây. Một người dân Việt Nam phải có 10 người trong bộ máy cai trị, tức một người dân Việt Nam phải nuôi 10 thằng, vấn đề là kêu bằng lặt, trong bộ máy của đảng. Gồm có thằng văn phòng, gồm có thằng trật tự đô thị, gồm có thằng, vấn đề là kêu bằng đó là thanh niên xung phong, thằng cảnh sát hình sự, thằng cảnh sát kinh tế, thằng công an, vấn đề là kêu bằng đó là khu vực, thằng công an thị xã, thằng công an tỉnh. Ta nói một người dân thôi, phải làm nuôi 10 thằng này. Rồi phải nuôi tới thằng cảnh sát giao thông nữa, các bạn cứ kể ra đi, thằng cảnh sát 113 nữa. Nha. Chị Lisa ơi, hết giờ rồi chị ơi. Ừ, cảm ơn quý vị và các em, cảm ơn em đã nhắc chị. Cho nên tóm lại ngày hôm nay, Lisa muốn nói cho mọi người tại Việt Nam biết, Tình Báo Hoa Nam đã dày đặc ở tại Việt Nam. Lisa đặc biệt gửi cho những thằng ở tại miền Nam, những thằng trong Nam đang bắt đầu, đang mà cai trị người dân Việt Nam, hãy chuẩn bị tinh thần. Nếu mà không có chịu mà đứng lên hoặc là bảo vệ người dân thì nó sẽ thay toàn bộ hết. Sau này trở tay không kịp, nó sẽ thay thế toàn bộ những kẻ nào mà ở tại miền Nam Việt Nam. Đặc biệt là Đinh La Thăng kỷ luật xong là nó sẽ phức trế hết, nó trút vế hết những cái thành phần mà ở trong chúng ta là miền Nam. Nha, chuẩn bị tinh thần. Đây, hôm nay Lisa đặc biệt nói về những cái tin nội bộ của đảng cho mọi người nghe. Lisa cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Khai Dân Trí của Lisa. Có những tin tức nào nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, Lisa sẽ cho mọi người biết. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai, vào lúc 7 giờ tối giờ Việt Nam và 8 giờ sáng giờ New York. Thân ái, chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.